Có phải quốc kỳ Việt Nam là cờ Phúc Kiến? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng để có câu trả lời về sau mọi người nhé. Thứ nhất là cờ vàng ba sọc đỏ là do Hoàng đế Việt Nam làm ra. Vâng, đúng vậy. Nhưng đó là Việt Nam thuộc địa của Pháp. Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện từ năm 1890 tới năm 1920 ở An Nam, thuộc trong Liên bang Đông Dương. Bản chất đó là lá cờ thuộc địa. Thứ hai, vậy cờ của nhà Nguyễn thời kỳ độc lập tự chủ là cờ gì? Là cờ vàng sao đỏ. Đây là lá cờ của Việt Nam độc lập dưới thời nhà Nguyễn, từ thời vua Gia Long đến thời vua Hàm Nghi. Bởi vì thời trước quan niệm ngôi sao là hình tròn nên sao đỏ có hình tròn. Thứ ba, vậy cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hiện nay có nguồn gốc từ đâu? Nhiều người khẳng định rằng quốc kỳ Việt Nam hiện nay do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến thiết kế có nguồn gốc từ cờ Tây Sơn do hai ngùng Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc làm ra. Cờ có hình dáng và bố cục tương tự như cờ nhà Nguyễn, chỉ có màu đối lập nhau âm bản và dương bản. Và như đã nói ở trên, vì thời trước quan niệm ngôi sao là hình tròn nên sao đỏ có hình tròn. Thứ tư, vậy lá cờ Phúc Kiến là cờ gì? Lá cờ này khác hoàn toàn so với lá cờ Việt Nam hiện nay. Cờ Phúc Kiến trên màu đỏ, dưới màu lam, ở giữa có ngôi sao Thượng Hồng Hạ Lam. Cờ này do hai tướng Quốc Dân Đảng là Thái Đình Khải và Lý Tế Thâm lập ra vào năm 1933. Đây vốn là lộ quân 19 Quốc Dân Đảng bảo vệ Thượng Hải, sau chạy đến Phúc Kiến chống Cộng sản rồi tự lập ra một chính phủ liên hiệp với chính quyền Giang Tây. Lá cờ này thuộc về các tổ chức chống Cộng và hoàn toàn không liên quan gì đến Cộng sản. Cuối cùng, vậy tại sao bọn họ lại bảo quốc kỳ Việt Nam ăn cắp từ lá cờ Phúc Kiến? Chịu thôi, chẳng ai biết trong đầu họ nghĩ những điều gì đâu.